hôm nay hằng làm video này để uh, chia sẻ với các bạn về cái ứng dụng canva nó tuyệt vời như thế nào à, hằng đã có rất là nhiều cái video cũng như là các cái khóa học đào tạo về canva và có thể nói rằng là từ khi biết canva thì cuộc đời của mình đã thay đổi mình đã biết thiết kế tất cả những thứ như là logo này banner này rồi là video này uh, hồ sơ công việc này rồi bài đăng theo kế hoạch này đó thế nên là khi mà chat gpt ra đời thì chúng ta lại có thể ứng dụng vào cái việc mà sản xuất content hàng loạt, thiết kế hàng loạt các cái bài đăng mà chúng ta có thể liên kết được các cái trang fanpage của mình với lại canva đây là một cái điều hết sức tuyệt vời bởi vì là chúng ta sẽ ứng dụng sản xuất thiết kế một loạt các cái bài đăng ví dụ như là banner bài đăng facebook này hoặc là video để đăng hàng loạt chẳng hạn đó thế thì Điều tuyệt vời là ở đây như thế này Chúng ta hoàn toàn có thể đi chơi Chúng ta sẽ lên lịch đăng bài trước Đó, chúng ta sẽ lên lịch đăng bài trước Ví dụ như là à, Chúng ta khi update tất cả các cái fanpage của chúng ta vào Canva rồi Thì chúng ta sẽ đăng bài theo kế hoạch Và như vậy là chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng gì về cái việc mà Hôm nay đăng bài gì, mai đăng bài gì Đấy, ví dụ như là các bạn sẽ lên một loạt các cái câu nói Truyền cảm hứng, truyền động lực đúng không ạ? sau đó là chúng ta sẽ vào Canva để chúng ta tạo hàng loạt, sau đó chúng ta tích hợp cái fanpage của chúng ta vào và chúng ta đăng theo lịch, đấy và chúng ta sẽ dành thời gian ra để chúng ta sản xuất các cái content này. ví dụ như là khi các bạn đã học xong video rồi, các bạn sẽ chuyển sang cái phần đó là phần sản xuất video hàng loạt và sau đó chúng ta sẽ tích hợp tích hợp vào cái phần uh, đăng bài hàng loạt các bạn nhé. đó thì mình muốn review với các bạn rằng là cái ứng dụng Canva nó sẽ tuyệt vời uh, như thế nào khi mà chúng ta um, khai thác hết các cái tính năng cũng như là cái ưu điểm vượt trội của Canva và nói với các bạn là Canva hiện nay đã hơn 15 tỷ thiết kế có nghĩa rằng là trên toàn cầu, trên thế giới rất là nhiều người nhà sáng tạo cũng như là rất là nhiều design cũng như là những nhà thiết kế người ta đã dùng cái phần mềm này rồi không có điều gì mà chúng ta không sử dụng và cái link đăng ký Canva Pro hàng để ở dưới à, cái phần à, mô tả các bạn có thể là đăng ký vào hoặc là các bạn sẽ trực tiếp inbox mình để mình đưa vào đội nhóm à, bên mình ấy thì là mình nói luôn với các bạn là team của mình ấy là cứ 500 một tài khoản 500 000 một tài khoản và chúng ta dùng chung nhau tức là 5 người cùng một gmail và như thế này nó sẽ cái link này nó sẽ bảo hành trong vòng một năm các bạn nhé đó và ở đây thì là mình trực tiếp qua cái thẳng với lại trang Canva nhé các bạn nhé. Chứ hằng không phải là à, Canva Edu này hay là Canva Phi Lợi Nhuận các bạn nhé. Các cái tổ chức phi lợi nhuận hay là Canva Giáo Dục ấy, thì cái đó chúng ta sẽ đưa vào cái mục đích là không phải để thương mại hóa. Thế còn ví dụ như ở đây nếu như các bạn thiết kế ra, các bạn muốn bán lại thiết kế cho Canva này hay là các bạn muốn bán các cái thiết kế của mình cho những người khác thì các bạn hãy sử dụng cái Canva Pro đúng chuẩn nha các bạn nhé. Đó thì chúng ta được sử dụng tất cả các cái tính năng của nó mà không sợ bị thu hồi bất cứ lúc nào đó các bạn nhé thế nên là hãy liên hệ với hằng để mà sử dụng canva pro à, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi